Công ty Bình Minh xin kính chào bà con. Hôm nay, công ty Bình Minh xin mang đến cho bà con một dòng sản phẩm thuộc dòng máy chế biến thực phẩm, máy rang đa năng G30. Máy có thể rang được đa dạng các nguồn nguyên liệu như gạo lứt, hạt điều, đỗ tương, lạc, các loại trà đóng túi lọc hay dược liệu. Máy rang của công ty Bình Minh được thiết kế hiện đại và tiện lợi cho người sử dụng. Máy được thiết kế cửa nạp hình vĩu giúp cho các nguyên liệu được đưa vào buồng làm việc một cách dễ dàng. Lồng rang được thiết kế rộng rãi, có sức chứa khoảng 25-30 cân hạt trong mỗi một mẻ rang. Khi máy vận hành, trục xoắn trong lồng quay cuộn và đảo đều giúp cho các hạt chín đều mà không bị cháy. Máy được thiết kế một bảng điều khiển thông minh nhằm theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ rang sao cho thích hợp nhất. Khi kết thúc quá trình làm việc, chỉ cần vặn công tắc đảo chiều, lồng rang sẽ quay ngược lại, đồng thời các nguyên liệu sẽ được cuốn ra ngoài cửa xả. Toàn bộ hệ thống máy chạy tự động giúp cho người sử dụng có thể tiết kiệm được thời gian và công sức. Máy sử dụng nguồn điện 220V hoặc 380V phù hợp với đại đa số các gia đình và các cơ sở chế biến. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian nên chúng tôi xin cam kết về chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm. Mua máy của công ty, bà con sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt nhất. Bà con có thể đến trực tiếp công ty xem máy, thử máy và mua máy. Đối với những khách hàng ở xa, công ty chúng tôi sẽ giao hàng trên toàn quốc qua đường bưu điện hoặc gửi xe khách. Công ty Bình Minh có trụ sở tại địa chỉ 281 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội. Mọi thắc mắc về sản phẩm, bà con có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hai số hotline 0911 754422, 0946 249955 để được giải đáp. Chúc bà con sức khỏe, kinh doanh hồng phát.